Thưa quý vị và các bạn, từ Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023 đến nay, thì hàng trăm hộ dân tại xã Thế Thạnh, huyện Thế Lai đi lại khó khăn, nhất là học sinh đi học và người lớn tuổi, bởi hơn 100 mét đường cặp sông Âu Môn bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện. Người dân mong chờ ngành chức năng sớm khắc phục để thuận tiện cho việc đi lại cũng như giao thương. Để đến trường, học sinh cũng như giáo viên trường Mầm Non Thế Thạnh phải đi chui qua hàng rào như thế này. Mặc dù địa phương đã treo biển cấm, nhưng vì không có lối đi nên đành chấp nhận. Tình trạng sạt lở này cũng lâu rồi, rồi thấy cháu đi qua đi lại, thấy đi một khúc mà đoạn đường đó, rồi lúc mà chiều cường lên đó, thấy rất là nguy hiểm. Điểm sạt lở khoảng 100m đã gây tắt đường cục bộ. Người điều khiển phương tiện phải qua những chuyến phà ngang để đến được với địa chỉ mình cần ban đêm đồ này nọ lỡ có thể gửi tai nạn người lớn đồ bị bệnh hoạn đi làm sao đi có một bay xuồng đi chứ làm sao giờ chứ đò đâu có đưa nữa thành ra đó thì tôi cũng ý nguyện của bà con thì chỉ mong làm sao cho có cái đường lưu thông nhỏ nhỏ để cho bà con người ta đi tới lui tặng con cháu đi học ở đây thì coi như dân chúng ở đây là đưa cho học sinh đi mầm non này thì rất đông nhưng mà bây giờ cái đường này là cấm không cho đi thì bây giờ mình đề nghị cho cấp trên để xuống giải quyết. Địa phương cho biết đã nhiều lần khảo sát để giải quyết, nhưng do nhà liền kề không còn đất trống, nên xảy ra tình trạng kéo dài, gây khó khăn cho người dân. Chúng tôi cũng đang tìm cái giải pháp cùng với ủy ban dân xã Thới Thạnh và bà con nhân dân trên tiếng này chúng ta chọn những cái điểm mà khoảng đất trống của bà con để chúng ta làm một cái đường tạm để phục vụ cho bà con. Tuy nhiên là cái vấn đề này đó thì bà con ở rất là san sát không có đất, không có đất ở thì hai bên thì chúng tôi cũng đã bố trí hai bến đò, chỉ là nó bất tiện cho bà con ở địa phương mà khi bà con từ gia đình này qua giao dịch với gia đình khác thì nó có gặp khó khăn. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang bàn với là kho quân đồng 4 cũng như ủy ban dân xã thái, thái và một số bà con nhân dân trên tiếng này chúng ta bàn cái giải pháp làm cầu tạm hoặc là tránh cái đường tạm để bà con đi bộ nó dễ dàng trong thời gian này Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có quyết định đầu tư 13 tỷ đồng xây dựng kè khẩn cấp đoạn sông này Tuy nhiên dự kiến thời gian hoàn thành phải tới tháng 10 năm 2023 và nếu tình trạng này còn kéo dài mà địa phương cũng như ngành chức năng không có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đi lại của người dân thì nguy hiểm sẽ xảy ra bất cứ lúc nào